Hey mọi người, bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm một dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy cho doanh nghiệp của mình chưa? Đừng lo nữa, vì công ty ICC sẽ thay đổi mọi thứ. Công ty ICC hay International Cargo Carriers là giải pháp hoàn hảo cho tất cả nhu cầu vận chuyển của bạn. Dù bạn đang gửi các kiện hàng nhỏ hay hàng hóa lớn, công ty ICC cung cấp một loạt các dịch vụ có thể tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi điều gì làm công ty ICC khác biệt so với các dịch vụ khác? Tất cả đều nằm ở 3 yếu tố chính: độ tin cậy, tốc độ và hỗ trợ khách hàng. Đầu tiên là độ tin cậy. Bạn có thể yên tâm rằng hàng hóa của bạn đang trong tay an toàn. Hệ thống theo dõi tiên tiến của chúng tôi cho phép bạn giám sát lô hàng của mình từng bước một, mang lại cho bạn sự an tâm hoàn toàn. Tiếp theo là tốc độ. Trong thế giới kinh doanh nhanh chóng ngày nay, thời gian là tiền bạc. Các tùy chọn giao hàng nhanh của công ty ICC đảm bảo rằng các gói hàng của bạn đến đích một cách nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chết và giữ cho hoạt động của bạn diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, hãy nói về hỗ trợ khách hàng. Tại công ty ICC, chúng tôi tin vào việc vượt qua mong đợi của khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để giúp bạn với bất kỳ thắc mắc hay lo lắng nào, đảm bảo rằng bạn luôn có một bàn tay giúp đỡ khi cần. Nhưng đừng chỉ nghe tôi nói. Khách hàng hài lòng của chúng tôi bao gồm từ các công ty khởi nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia lớn. Tất cả đều tin tưởng công ty ICC để xử lý việc vận chuyển của họ một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Vậy nên, nếu bạn sẵn sàng nâng cấp logistics của doanh nghiệp mình lên một tầm cao mới, hãy thử công ty ICC. Với mạng lưới mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và cam kết không ngừng đối với sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể đáp ứng và vượt qua mong đợi của bạn. Hãy truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách công ty ICC có thể phục vụ nhu cầu vận chuyển và logistics của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nhớ rằng, với công ty ICC, doanh nghiệp của bạn luôn trong tay an toàn.